Hello, xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại kênh của Thành Lê USA nha. Hôm nay là ngày thứ ba, Tuesday, ngày 18 tháng 10 năm 2022 ở tại thành phố Houston của bang Texas xinh đẹp. Nhiệt độ bây giờ là 70 độ. Và hôm nay trong lúc đang lái xe thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một chủ đề khá là hay, khá là có ích cho các cô chú anh chị ở Việt Nam. Đó là mọi người có nên bỏ tiền ra để mà đầu tư EB5 đồ này kia để mà với mong muốn là được định cư Mỹ hay không. Trước tiên là gì, câu đầu tiên trước khi mình đi sâu vô vấn đề luôn, mình kêu mọi người là no, không có tin ai hết á. Trước tiên là mọi người không nên tin ai hết á. Tại vì sao? Dĩ nhiên là chính phủ Mỹ có những chương trình EB3, EB5 rồi đó. Nhưng mà cái mà không mọi người không nên đầu tư là sao? Mọi người biết ai làm, mọi người biết cái công ty nào có giấy phép, mọi người biết cái chương trình nào nó được chính phủ Mỹ duyệt để mà cấp phép, cấp visa cho những người đầu tư vào cái chương trình đó. Mọi người thấy, bắt đầu thấy vấn đề chưa? Nếu mà cô chú anh chị bỏ tiền ra vào một cái công ty ABCD gì đó, nó làm ăn gian dối cho nước Mỹ này, nó lập ra những dự án ma không hề được cấp giấy phép, không hề có license, không hề có permit, và mọi người cũng không thể có cách để mà chứng minh cái nguồn tiền mọi người ở đâu ra hết, và cái dự án của cô chú anh chị cũng không được sở di trú Mỹ USCIS nó duyệt luôn, thì mọi người nghĩ xem trong những cái tình huống đó làm sao mọi người sẽ được đi Mỹ theo cái diện EB5 đây. Mọi người thấy cái vấn đề chưa? Dĩ nhiên á là gì, dĩ nhiên á là có cái chương trình chính phủ Mỹ người ta tạo chương trình EB5 hay EB3 đồ này kia. Thôi mà bây giờ mình chủ yếu tập trung vào EB5 đi. Thì á, trước tiên á, cả thế giới này người ta đều muốn qua Mỹ bằng cái chương trình đó. Tại vì mọi người xem muốn qua Mỹ đâu có dễ. Bảo lãnh thì không, đâu phải ai cũng có người thân để bảo lãnh. Và các người giàu ở nước ngoài họ càng muốn qua Mỹ nữa. Hầu như là người giàu nào ở trên nước ngoài cũng có một chân ở Mỹ hết đó, từ Việt Nam cho tới các nước khác. Tại sao? Mọi người cũng, chúng ta cũng nói là Mỹ mà. À, mặc dù đó, bao nhiêu người ta nói là ta nói Mỹ, nói này nói kia, nhưng mà mọi người xem có vé đi Mỹ đi liền à. Ok. Cứ như á, mỗi một năm á, là không biết bao nhiêu trăm ngàn lá đơn, trăm ngàn hồ sơ nộp đơn để mà xin định cư Mỹ cái gì các loại. Và chính phủ Mỹ á, chỉ cấp cho toàn thế giới luôn, một năm á có 10.000, 20.000 cái visa định cư Mỹ cái dạng EB5. Cái đó là mà toàn thế giới luôn, mấy tỷ người trên thế giới. Còn riêng nước Việt Nam còn ít nữa, số lượng đâu chứ được vài chục cái à. Để mọi người nghĩ xem, cô chú anh chị bây giờ mọi người mở YouTube, mọi người mở Facebook lên, mọi người xem có biết bao nhiêu là công ty cá nhân tổ chức nó quảng cáo. Vậy mọi người nghĩ xem ở đâu gà vậy, ở đâu gà visa, ở đâu gà quảng cáo vậy, ai cấp phép? Cái đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Thì cái điều kiện để mà đầu tư qua Mỹ theo dạng đầu tư EB5 nó khá phổ biến hiện giờ là gì? Nó cỡ đầu tư qua Mỹ có 1 triệu đô, rồi sau đó tạo đầu tư trực tiếp, tức là tự thành lập công ty cơ sở kinh doanh gì ở Mỹ, rồi sau đó tạo công ăn việc làm cho cỡ 10 người Mỹ, hay là đầu tư gián tiếp, tức là bỏ tiền ra cho một cái cơ sở nào được chính phủ Mỹ cấp phép, cũng tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ, đúng không? Nhưng mà cái idea là gì? Thí dụ quay trở lại cái thí dụ công ty ABCD mình nói đi, thì mọi người nghĩ xem mọi người sẽ chứng minh cho chính phủ Mỹ thấy là cái nguồn tiền 1-2 triệu đô la hay bao nhiêu triệu đô la mà cô chú anh chị định bỏ ra đó, đó là ở đâu mà ra. Ví dụ như mà ở Việt Nam mọi người có 1-2 triệu đô để mọi người bỏ ra, mọi người định cư Mỹ đi, mọi người sẽ chứng minh cho chính phủ Mỹ bằng cái cách nào để mà chính phủ Mỹ tin mọi người có số tiền đó mà sạch? Mọi người có hóa đơn, hợp đồng mua bán, sổ sách hay là đóng thuế, hay là đại khái là phải chứng minh được cái nguồn tiền của đó ở đâu mà ra, làm ăn đàng hoàng, mua bán đàng hoàng, đóng thuế đàng hoàng ở đâu mà ra, làm sao chứng minh đây? Nếu mà cô chú anh chị không có đường mà chứng minh á, trước tiên đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là gì? Mọi người đầu tư cho công ty ABCD, ok,
Nhưng mà mọi người làm sao mà chứng có cách nào để mà xác minh cái công ty đó nó được chính phủ Mỹ cấp phép để mà chính phủ Mỹ cho những cái người đầu tư vào cái công ty ABC đó được qua Mỹ theo cái diện AB5 này. Thí dụ đi, thí dụ mình thí dụ nữa nha, thí dụ cái công ty ABC đó đó, nó nói là nó sẽ đầu tư một dự án xây nhà đi, ok, đầu tư xây nhà chuyện bình thường. Vấn đề là gì, làm sao mọi người xác minh được nó là coi như nó làm ăn đàng hoàng, tức là sao, đất dự án đó, đất dự án ở đâu, ở bên Mỹ này nó khác ở Việt Nam. Không có phải là mua một cái bãi đất trống xong rồi tự quy hoạch hay là đút lót xe quy hoạch xong rồi được cấp phép xây nhà, không có. Bên Mỹ này mọi thứ nó quy hoạch, mọi người cũng thấy nhà trên nước Mỹ này là đâu vô đó hết. Cái chỗ nào được xây nhà là được xây nhà, cái chỗ nào không được xây nhà là không bao giờ được xây nhà hết. Còn muốn xin mà chuyển đổi công năng á, là cái việc mà vô cùng phức tạp luôn. Ngay cả chính phủ của thành phố chỗ đó nó cũng không có được quyền quyết định, nó phải chờ ý kiến của người dân ở chỗ đó. Mọi người thấy không? Đó là cái nguyên nhân vì sao mà bên Mỹ này mọi người thấy trong bao nhiêu mà cuộc sống Mỹ là vậy đó. Là trên đất Mỹ này mọi thứ nó ngăn nắp đâu vậy đó, chỗ nào kinh doanh là được kinh doanh mua bán, chỗ nào là nhà. Còn chỗ nào là ruộng, chỗ nào nuôi bò, chỗ nào nuôi dê là nuôi dê, không có lẫn lộn được ở đây. Đó là tại vì bên Mỹ nó rất là phức tạp chỗ đó đó. Ví dụ như mà nó mua một cái mảnh đất ở cái chỗ lục lội đi, trước tiên là gì, chính phủ Mỹ sẽ không bao giờ cho cái công ty đó nó cải tạo nâng cấp mặt bằng gì đây để mà xây nhà hết á. Nó lục lội là coi như cái chỗ đó là không có được xây cái giống gì hết á, phải không? Cho dù nó có coi như là nó có nộp bao nhiêu giấy tờ đi nữa cũng vậy hết. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó, thì mọi người xem cái công ty đó, ABCD đó đó, nó có được cấp giấy phép để làm việc trong lĩnh vực xây dựng hay không, đúng không? Đây cái vấn đề nó bắt đầu nó xuất hiện càng ngày càng nhiều, không? Nếu mà như vậy mà cũng chưa nữa đó, tại vì bên Mỹ này mọi người nhớ, không phải muốn xây cái gì là xây, và đặc biệt xây dự án hay gì đó nó tốn rất là nhiều thời gian, nào là khảo sát môi trường, nghiên cứu địa chất, đúng không? Rồi coi như là quy hoạch tổng thể ha, rồi năng lực công ty, rồi chuyên môn, rồi ý kiến người dân, rồi tùm lum thứ trên đời hết. Mọi người thấy bắt đầu nó hàng loạt vấn đề nó xuất hiện chưa? Rồi nếu mà như vậy mà cũng chưa đủ nữa đó, nếu mà cái mà công ty ABC đó nó có thể phù phép cho mọi người thấy một miếng giấy, một miếng tờ nào đó, thì mọi người nghĩ làm sao mà cô chú anh chị có thể qua bên trên đất Mỹ này? À, thí dụ mình thí dụ tiếp là ở tại thành phố Houston của bang Texas đi, mọi người làm sao mà mọi người có thể phù phép, mọi người làm sao mà mọi người có thể là coi như qua trên đất Mỹ này để mọi người liên lạc với chính quyền thành phố hay chính quyền tiểu bang để mà xác minh là cái giấy phép đó nó là thật, nó không phải là giấy phép tự tạo. Tại vì mọi người xem, giấy phép tự tạo thì lên máy vi tính in ra thôi chứ có gì đâu. Cái giấy phép là, còn cái giấy phép thật là sao? Giấy phép được chính quyền thành phố, chính quyền tiểu bang, nói chung là cơ quan chức năng á, những cơ quan nào có thẩm quyền người ta cấp, cái đó là gọi là giấy phép thật. Thì cái giấy phép đó là thật nó mới khó tìm, chứ cái giấy phép mà coi như giấy phép tự tạo ra để mà gọi là khoe đó, mọi người nghĩ xem, cái đó chỉ cần lên máy vi tính làm là xong, rất đơn giản luôn. Đó, cái đó là cái điều thứ nhất. Đó, thành ra mọi người bắt đầu thấy vấn đề nó bắt đầu nó càng ngày nó càng xuất hiện nhiều chưa. Rồi nếu mà như vậy nữa đó thì chưa, cũng chưa đủ nữa, thì mọi người nghĩ xem, ví dụ như mà cô chú anh chị bỏ tiền vào công ty ABC đó để đầu tư một dự án nhà đất đi, ví dụ vậy đi, để với mong muốn là mọi người sẽ được qua Mỹ theo cái diện đầu tư AB5, thì vấn đề còn lại là mọi người làm sao để mà kiểm tra lại sở di trú Mỹ, tức là cơ quan có thẩm quyền cấp visa trên đất Mỹ này, đã đồng ý cho cái dự án đầu tư nhà của cái công ty ABC đó, để cho nó tuyển dụng các nhà đầu tư là EB5 ở đây. Mọi người xem, mọi người sẽ kiểm tra như thế nào, đúng không? Kiểm tra dễ rồi đó, chỉ cần lên mạng kiểm tra là được rồi đó. Vấn đề là gì? Nãy giờ mình cho mọi người thấy là gì? Không nên tin ai hết.
không nên tin ai hết. Tại mọi người nghĩ xem, ở đất Mỹ này cái điều căn bản mà nhiều người ở Việt Nam nói chung hay nước ngoài nói chung á, họ không hiểu là gì. Đây là nước Mỹ, đây không có phải là nước Việt Nam. Mọi người nghĩ xem, nếu ở nước Mỹ mà giống như nước ở Việt Nam thì tao qua Mỹ làm gì nữa? Mọi người qua Mỹ làm gì nữa, đúng không? Nước Mỹ nó phải là nước Mỹ để chúng ta mới đi Mỹ chứ, nếu không á đi Mỹ làm gì đấy? Làm cái lộ vô lộn hướng thôi, quay đầu xem được. Cái idea là gì? Cái idea này nước Mỹ mọi thứ nó rất là rõ ràng, nó có một gần lực và mọi thứ thủ tục nó rất là phiền phức, chứ không phải là cái kiểu mà tự nhiên ở đâu ra mà thí dụ mọi người muốn đầu tư qua Mỹ đi, cái mọi người bỏ tiền vào công ty nào đó theo lời quảng cáo của nó, cái mọi người được qua Mỹ không có. Mọi người phải tự trả lời những cái vấn đề mà mình đưa ra nãy đó. Làm sao mọi người chứng minh đồng tiền đó là thật? Làm sao mọi người xác minh cái công ty đó là công ty là thật? Làm sao mọi người kiểm tra giấy tờ giấy phép của nó là thật? Làm sao mọi người kiểm tra cái dự án của nó là thật? Làm sao mọi người kiểm tra cái dự án của nó được cấp phép? Và làm sao mọi người qua bên đất Mỹ này để mọi người kiểm tra luôn cái dự án luôn? Tại vì nếu mà mọi người đầu tư công ty dự án gì đó thì dĩ nhiên là gì, nó có cái địa chỉ đúng không? Nó có cái địa chỉ không, nó có cái mã số kinh doanh gì đó, mọi người kiểm tra qua Mỹ này, lại thẳng chính quyền thành phố, lại thẳng cái cơ sở đó luôn để mọi người coi nó có giống như lời quảng cáo hay không, thấy không? Vâng vâng vâng, cái idea là gì? Không tin ai hết, thậm chí là không tin mình luôn. Ok nhưng mà nãy giờ mọi người thấy cái ý của mình không? Cái như là gì? Dĩ nhiên á, là mọi người nên nhớ là gì? Các cô chú anh chị Việt Nam nên nhớ một điều là gì? Ở trên đời này á, là cái chuyện mà người ở nước khác họ muốn qua Mỹ là cái điều bình thường, cả thế giới đều biết. Cả thế giới đều biết. Mọi người nghĩ tại sao mà muốn qua Campuchia đi hay qua Thái Lan thì tương đối dễ đúng không? Nhưng mà muốn qua bên Mỹ này nó khó như hay sao trên trời á. Nếu không phải thuộc diện bao lãnh này, mọi người xem, mọi người phải tốn bao nhiêu công sức, tiền của, tiền bạc mà chưa chắc được đi Mỹ nữa. Tại vì chính phủ Mỹ người ta thừa biết, người ta thừa biết là người bao nhiêu tỷ người trên thế giới muốn được qua Mỹ à, với mong muốn là đổi đời hay gì đó. Thì các công ty, các cá nhân tổ chức ở trên đất Mỹ này nó cũng thừa hiểu cái vấn đề đó. Nó đánh vào tâm lý, đánh vào tâm lý mà mong muốn qua Mỹ của các cô chú anh chị. Và dĩ nhiên nó đánh vào cái túi tiền của các cô chú anh chị nữa. Mọi người nghĩ xem, tại sao mà các công ty cá nhân tổ chức nó không có quảng cáo dành cho Việt Kiều hay là những người trên đất Mỹ rồi đi? Tại vì nó đâu có lừa được ai trên đất Mỹ nè. Mọi người nghĩ xem, không lẽ người ta đang sống ở trên đất Mỹ mà ta còn đầu tư đi được qua Mỹ, vậy thì nghe nó vô lý quá, đúng không? Còn nếu như mà nó quảng cáo cái dự án nào hay là cái công trình nào hay là cái kinh doanh gì đó thì những người trên đất Mỹ này người ta sẽ chạy thẳng tới cái văn phòng của chính quyền thành phố, chính quyền tiểu bang, ta hỏi luôn, hỏi cần hỏi qua điện thoại chi cho nó khỏi chơi trực tiếp, chạy thẳng lên hỏi luôn, đúng không? Cái idea là gì? Người ta nhìn thấy mọi người có tiền và người ta thừa biết mọi người muốn qua Mỹ. Dĩ nhiên là chưa chắc mọi người muốn qua Mỹ, nhưng mà mọi người muốn có được cho con cái mọi người, con cháu mọi người qua Mỹ, thành ra người ta mới đánh vào cái điểm đó. Giả thứ hai nữa gì, nhưng mình đã nói rồi đó, ngay cả trong trường hợp các cô chú anh chị mà có tiền ở Việt Nam đi nữa, mọi người muốn qua Mỹ đi mà kiểm tra như những thứ mình chia sẻ từ đầu video tới giờ, mọi người xem nó đâu có đơn giản, đâu có đơn giản, đúng không? Đó, thành ra xét về các yếu tố đó, mọi người không nên tin bất cứ một ai hết. Ok, tại vì nếu mà mọi người tin đó nghe, mà mọi người bị lừa gạt đi thì khi đó chẳng những là mọi người bị mất tiền mà mọi người sẽ không bao giờ được đi Mỹ luôn, coi như là giấc mơ chấm hết luôn, rồi xong luôn. Nhưng mà again, dĩ nhiên là gì, mình cũng kêu mọi người đừng có tin mình. Ok, mình chỉ gọi là đang nói xàm mà thôi. Thôi video đó dài, xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.